Thì hằng ngày hôm nay mình có một cái buổi ngoại khóa đặc biệt và có vị giảng sư là sư Tường Minh. Xin có một chút giới thiệu về vị giảng sư này. Có thể đối với một số vị thì mình chưa được làm quen với vị này, vì sư Tường Minh đã đi học ở là du học sinh Miến Điện rất là lâu năm rồi, và với cái khả năng ngôn ngữ tiếng Miến, tiếng Pali và tiếng Anh thì sư đã dày công và nghiên cứu và giúp đỡ rất nhiều cho nhóm Pali chuyên đề mà cái buổi ngoại khóa kỳ trước mình đã đề cập tới quý vị. Thì sư liên tục đăng tải những cái bài học về ngôn ngữ Pali tại cái trang cái nhóm Facebook này. Và ở ngày hôm nay thì sư sẽ giới thiệu cho cả lớp một cái đề tài rất là đặc biệt, một cái bộ sách nổi tiếng thuộc tạng Vô Thủy Pháp, và chắc chắn rằng là sẽ gợi cho quý vị nhiều cái ý nghĩ hơn trong cái việc mà tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật. Dạ, sư chỉ xin có đôi lời giới thiệu như vậy, trong kính thỉnh sư bắt đầu buổi giảng. Kính bạch sư Đại Đức Tăng, kính chào chư quý vị học viên. Trong lớp này thì có một số học viên thì phải nói là rất là quen thuộc. Tuy nhiên thì cũng có một số rất là lạ, rất là mới. Chứ phần sư cũng không có thường tham gia giảng dạy ở đây, cho nên là cũng không biết là quý vị học như thế nào. Đôi lúc á, thì mình học với cái vị giảng sư này, vị giảng sư này thì giảng cho mình, giảng làm cho mình dễ hiểu. Rồi đôi lúc á, thì thay đổi giảng sư á, thì cũng khó. Tôi cũng không biết chắc là giảng làm sao. Thì theo như là thông báo ở trên Facebook thì cái buổi học ngoại khóa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái nội dung đó là bộ Kathāvatthu và phương pháp logic. Thì quý vị, như vậy thì cái buổi học này chúng ta sẽ có hai phần. Cái phần thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái nguồn gốc và sự phát triển của bộ Kathāvatthu. Và cái phần thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phương pháp logic. Thì với hai cái phần này ấy, thì sư phải nói rằng là đây là hai cái lĩnh vực rất là rộng và rất là sâu của Phật Pháp. Thì thời gian của hai tiết giảng thì không có cách nào mà chúng ta đi vào chi tiết, đi vào sâu của hai lĩnh vực này. Cho nên là cái buổi học này nó cũng giống như là cái buổi học đại cương, như là cái chủ đề lớp học chúng ta, hoặc là một cái buổi học giới thiệu về hai cái lĩnh vực của Phật Pháp, đó là bộ Kathāvatthu và phương pháp logic. Tại sao chúng ta nghiên cứu về bộ Kathāvatthu và cái phương pháp logic mà không phải là một cái khía cạnh khác? Thì khi mà chúng ta muốn hiểu cái nội dung của bộ Kathāvatthu, thì nếu mà chúng ta không có biết được cái phương pháp logic mà được vận dụng, được áp dụng trong bộ này á, thì phải nói là rất là khó nắm bắt nội dung. Khi mà chúng ta biết được cái phương pháp logic, hay là chúng ta biết được cái cấu trúc logic, hay là chúng ta biết được quy luật logic được vận dụng trong bộ cà tha này á, thì khi mà chúng ta tìm hiểu về cái bộ này á, thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Thì có thể nói rằng là bộ Kathāvatthu là một cái triển tập
những cái quan điểm của bộ phái. Và trong đó có cái bộ phái là Theravada, mà chúng ta thường biết đó là hệ phái Phật giáo nguyên thủy. Đây là cái từ mà các vị tổ sư khi mà mang Phật giáo Theravada về Việt Nam sử dụng cái từ này, đó là Phật giáo nguyên thủy. Ngày nay thì chúng tôi cũng thường sử dụng khi mà nói chuyện hay là khi mà viết sách, khi mà viết bài thì chúng tôi cũng chỉ sử dụng cái từ là Phật giáo nguyên thủy cho cái từ Theravada. Một phần là bởi vì mình tưởng nhớ đến cái công ơn của các bậc tiền bối, các vị tổ sư đã mang Phật giáo Nam Tông về đây, và nhờ đó chúng ta biết được cái Phật giáo nguyên thủy là như thế nào. Thì có thể nói là cái bộ Cà Thao Quá Thú là một cái tuyển tập những cái quan điểm của bộ pháp, và từ những cái quan điểm đó thì Phật giáo Theravada hay là Phật giáo nguyên thủy phản ứng với những cái quan điểm bộ phái đó như thế nào. Cho nên có thể nói là bộ Cà Thao Quá Thú nó là tinh hoa của Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo Nam truyền hay là Phật giáo Nam tông. Đặc biệt là trong cái thời đại ngày nay, chúng ta thấy là rất là nhiều đạo, nhiều cái tôn giáo khác nhau xuất hiện, và chúng ta thể nói là trong cái bối cảnh xã hội ngày nay là thượng vàng hạ cám, rất là nhiều cái tôn giáo, những cái tôn giáo lạ hay là những cái giáo phái lạ xuất hiện. Thì Phật giáo thì lúc nào cũng chủ trương là hòa hợp tôn giáo, hòa đồng tôn giáo, nhưng mà không bao giờ là hòa tan. Nếu mà chúng ta không biết được cái quan điểm đặc thù, cái quan điểm đặc thù, cái giáo lý đặc sắc của Phật giáo nguyên thủy á, thì khi mà chúng ta tìm hiểu những cái tôn giáo khác á, thì mình rất là dễ bị hòa tan. Chúng ta thấy vị này nói cũng đúng, vị kia nói cũng đúng, đạo nào thì cũng vậy, là làm lành lãnh dữ. Như vậy thì chúng ta là Phật giáo, theo Phật giáo Nam Tông mà chúng ta không có cái đặc thù gì của riêng mình đó, thì mình sẽ rất là dễ bị hòa tan. Cho nên nó là cái bộ này nó rất cần trong cái thời điểm hiện tại, bởi vì nó nói lên cái quan điểm đặc thù của Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo Nam Tông. Sự nghĩ nếu mà ở đây mà có một cái lớp học mà chúng ta nghiên cứu về cái bộ Cà Thao Quá Thú thì nó rất là hay, chúng ta sẽ học những cái điểm đặc thù, những cái điểm đặc sắc của Phật giáo Nam Tông. Bởi vì rất là nhiều bộ phái, hệ phái truyền thống xuất hiện, và mỗi cái bộ phái, những cái truyền thống, những hệ phái nó có những cái quan điểm khác nhau, và trước những cái quan điểm đó, cái phản ứng của Phật giáo nguyên thủy là như thế nào, thì cái bộ này là nói về cái điều đó, và dùng cái cách thức logic để mà nói lên cái quan điểm của mình. Cái hàng như là một cái hệ phái nào đó nói lên cái quan điểm của mình cũng liên quan đến Phật giáo, nhưng mà cái quan điểm đó chúng tôi không có chấp nhận. Về vấn đề học thuật đó, thì mình không thể nói là tôi không có chấp nhận đơn giản như vậy, mà mình phải đưa ra cái lý do tại sao. Thì cái bộ Cà Thao Quá Thú này là sử dụng cái phương pháp logic để mà nói lên tại sao tôi không có chấp nhận quan điểm đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần mà tầm quan trọng của cái việc mà tìm hiểu bộ Cà Thao Quá Thú. Khi mà chúng ta tìm hiểu về một cái vấn đề gì thì chúng ta cũng thường tìm hiểu cái vấn đề đó nó có ý nghĩa như thế nào, nó quan trọng như thế nào, nó có lợi ích như thế nào. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu về bộ Cà Thao Quá Thú thì chúng ta sẽ thấy được những cái tầm quan trọng. Ở đây thì có 4 mục, ngoài ra thì còn có nhiều hơn nữa. Thì chúng ta thấy 4 cái mục này đó là những cái vấn đề rất là rộng, cho nên là có thể là nếu mà đi sâu vào thì
nó tốn nhiều thời gian, cho nên là sư sẽ chọn một số cái mục quan trọng để mà nói đến thôi. Chẳng hạn như là khi mà mình tìm hiểu về cái bộ ca thao quách thú á, thì đó là cái nguồn tư liệu để mà tìm hiểu về lịch sử phát triển của Phật giáo nói riêng và triết học Ấn Độ nói chung. Thì hai cái tưởng mà lịch sử Phật giáo, lịch sử phát triển của Phật giáo và triết học Ấn Độ, thì đó là hai cái vấn đề rất là rộng. Về nói về lịch sử của, khi mà mình tìm hiểu về cái bộ ca thao quách thú á, thì mình thấy rằng đó là những cái tư tưởng của Phật giáo nó được phát triển theo thời gian. Những cái khái niệm về Phật học đó, nó được phát triển theo thời gian. Chẳng hạn những cái khái niệm về người Pukkala, hay là những khái niệm về Bồ Tát, hay là khái niệm về A-la-hán. Ở cái Phật giáo sơ kỳ á, tức là Early Buddhism á, thì cái quan niệm người á, nó có thể là khác. Và khi mà Phật giáo vào cái thời kỳ mà Phật giáo bộ phái, tức là Nikaya Buddhism á, thì nó cái quan niệm, cái khái niệm đó nó lại khác. Và cho đến ngày nay á, nó cũng có thể là thay đổi. Hoặc là quan điểm về Bồ Tát cũng vậy. Vào cái thời kỳ mà Phật giáo sơ kỳ á, thì cái quan điểm nó khác. Rồi á, Phật giáo bộ phái, cái quan điểm nó lại khác. Và có thể ngày nay á, cái quan điểm nó lại khác. Cho nên á, khi mà chúng ta tìm hiểu về Ca Thao Quách Thú á, thì mình sẽ tìm hiểu, mình biết được cái lịch sử phát triển của Phật giáo nói riêng. Bởi vì trong bộ Ca Thao Quách Thú á, có nhiều truyền thống, có nhiều bộ phái với những cái quan điểm khác nhau tham gia tranh luận. Thì xuyên qua những cái điểm tranh luận á, thì mình biết được cái quan niệm tư tưởng của những cái bộ phái đó như thế nào, và theo thời gian á, nó được phát triển như thế nào. Rồi khi mà chúng ta tìm hiểu về bộ Ca Thao Quách Thú, chúng ta cũng biết được cái triết học Ấn Độ. Bởi vì chúng ta biết đó là bộ Ca Thao Quách Thú là thuộc về Phật giáo. Mà Phật giáo khi mà chúng ta nhìn ở góc độ là triết học á, thì cái bộ Ca Thao Quách Thú là nó là một cái bộ sách mà không thể nào mà thiếu được. Khi mà chúng ta muốn tìm hiểu về triết học Phật giáo á, thì chúng ta cần tìm hiểu về cái bộ Ca Thao Quách Thú. Mà Phật giáo thì thuộc là Ấn Độ. Mà chúng ta biết là Phật giáo chỉ là một cái khía cạnh nhỏ trong một cái lĩnh vực triết học rộng lớn và sâu sắc đa dạng của Ấn Độ. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu về bộ Ca Thao Quách Thú, thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về triết học Ấn Độ. Bởi vì Phật giáo là một khía cạnh của triết học Ấn Độ. Và bộ Ca Thao Quách Thú là đóng góp một cái phần rất là quan trọng về cái triết học. Rồi là cái nguồn tư liệu để mà tìm hiểu về lịch sử và sự phát triển của những phương pháp tranh luận cũng như là quy luật logic vào thời Ấn Độ cổ xưa. Thì như hồi nãy sư nói là trong cái bộ sách này là những cái cuộc đối thoại giữa các truyền thống với nhau là người ta sử dụng cái phương pháp logic. Mà cái phương pháp logic này là nó đã hình thành và phát triển vào cái thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Như vậy là cách của chúng ta ngày nay rất là xa. Thì chúng ta biết là khi mà nói về luận lý học Ấn Độ á, thì về cái lĩnh vực này thì Ấn Độ đã có những cái phát triển rất là vượt bậc, đã có những cái phát triển rất là lớn. Và khi mà mình nói về cái luận lý học á, thì nó phải có cái mình gọi là cái quy luật logic hay là những cái nguyên tắc logic. Thì cái luận lý học Ấn Độ á, người ta vận dụng rất là nghiêm túc về cái quy luật logic. Và khi mà chúng ta tìm hiểu về cái bộ Ca Thao Quách Thú á, thì những cái cuộc đối thoại giữa các hệ phái với nhau, những cái bộ phái với nhau á, người ta cũng tuân thủ những cái quy luật logic, những cái quy tắc logic.
Những cái nguyên tắc logic đó là sao? Tức là khi mà mình nói chuyện á, thì cái thái độ khi mà nói chuyện với nhau như thế nào? Khi mà mình nói chuyện với cái tính cách là học viện á, kinh viện á, thì khi mà tranh luận với nhau á, là người ta luôn luôn dùng những cái từ ngữ rất là lịch sự, những cái từ ngữ rất là văn minh, và cái cách mà người ta nói chuyện với nhau cũng rất là lịch sự, rất là văn minh. Trong những cái cuộc đối thoại nói chuyện mà có cái tính cách học thuật đó, thì người ta không bao giờ sử dụng những cái ngôn ngữ khó nghe, hay là những cái thái độ khó nghe, hay là những cái cách mà không được đẹp lắm. Thì đó cũng là một phần của cái quy luật logic. Rồi trong cái bộ kệ thai quá thú, thì khi mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy là những cái cuộc đối thoại á, nó diễn ra rất là lịch sự, rất là văn minh. Khi mà chúng ta tìm hiểu về bộ kệ thai quá thú á, thì chúng ta thấy rằng là không có đề cập đến là bên nào thắng, bên nào thua. Khi mà chúng ta đọc chánh văn á, thì chúng ta không có thấy nói là bên nào thắng, bên nào thua. Và chúng ta chỉ nhìn vào cái cấu trúc logic á, thì chúng ta biết được khi anh lập luận á, nó thiếu cái tính logic, nó thiếu, nó sai về cái phương pháp luận, nó sai logic. Cho nên mình hiểu á, là cái bên này thua và bên này thắng. Thì chúng ta không có thấy sự lập luận, sự tranh luận của anh đã thua, và tôi là người thắng cuộc. Và trong lập luận á, là không bao giờ mà dồn ép đối phương vào cái bước đường cùng. Khi mà thấy đối phương đã đối lý rồi đó, thì các vị ngưng rồi đó. Thì ở đây chúng ta sẽ học được cái phương pháp, hay là cái cách thức, hay là cái sự đối thoại mà có cái tính cách học viện. Cái cách thức là, tức là giữa các nhà, khi mà chúng ta ngồi nghe các nhà học giả người ta nói chuyện á, người ta trong những cuộc nói chuyện như vậy, tức là mọi người đều tôn trọng cái quan điểm, đều tôn trọng cái quan điểm hay là quan niệm của nhau. Và khi mà anh đưa ra một cái quan điểm gì đó, thì anh phải chứng minh được á, cái này nó đúng, ít ra thì nó phải hợp lý. Và trong những cái cuộc mà đối thoại mà có tính cách học viện, là người ta không bao giờ người ta đả kích nhau. Người ta có yếu là học hỏi lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau, và qua cái cuộc đàm thoại như vậy là mình học hỏi những cái gì. Thì xuyên qua bộ kệ thai quá thú thì mình sẽ tìm hiểu được những cái vấn đề như vậy. Hai mục sau thì suy nghĩ là nó cũng dễ, cho nên là mình chỉ nói hai cái mục đầu thôi. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái bộ kệ thai quá thú như thế nào trong Tam Tạng Phật Giáo. Thì bộ kệ thai quá thú là cái bộ thứ 5 trong 7 bộ của Tạng Vi Diệu Pháp. Ở đây có cái lược đồ Tam Tạng, bộ thứ 5, bộ thứ 5. Thì ở đây chúng ta có cái lược đồ Tam Tạng là kinh, lục và luận. Thì bộ kệ thai quá thú là cái bộ thứ 5, bộ thứ 5 trong 7 bộ vi diệu pháp. Thì chúng ta biết rằng là vi diệu pháp có 7 bộ: Thamma Sangani, Vipanga, Tha Tika Tha, Pukala Panyati, Kệ Thai Quá Thú, Yamaka và Patthana. Như vậy là kệ thai quá thú là nó ở cái vị trí thứ 5 trong 7 bộ vi diệu pháp. Thì bên đây là cái bản tiếng Việt. Ở trong cái bản tiếng Việt thì chỗ này á, cái chữ kệ thai quá thú được dịch là biện giải. Biện giải. Thật ra thì cái bộ kệ thai quá thú là một trong những bộ kinh mà có rất là nhiều cái tranh luận, có rất là nhiều cái ý kiến khác nhau về cái bộ kinh này. Và thậm chí cái lời dịch á, cái chữ dịch nghĩa của kệ thai quá thú á, nó cũng có những cái lời dịch khác nhau. Cái hạn như trong đây chúng ta thấy là kệ thai quá thú được dịch đó là biện giải.
ngoài biện giải ra thì cái bộ cà thao bất thú còn được ngài tịnh sự dịch là bộ ngữ tông. Bộ ngữ tông là ngài dịch sát từ cà thao bất thú. Cà thao bất thú có nghĩa là lời nói, bất thú là sự vật sự kiện ha. Thì cái bộ cà thao bất thú được ngài tịnh sự dịch là bộ ngữ tông, nhưng mà được tâm an minh huệ dịch là những điểm dị biệt. Những điểm dị biệt như vậy là chúng ta có ba tên rồi, nhưng mà ngày nay thì chúng ta có một cái lời dịch khác mà suy nghĩ nó gồng nghĩa với cái chữ cà thao bất thú, đó là luận điểm. Luận điểm. Luận điểm thì đây là một cái từ dịch rất là hay. Cà tha, thật ra chữ cà tha chữ quá thú là nó cũng là một cái từ Bali mà có nhiều nghĩa, từ tùy vào cái ngữ cảnh mà có cái nghĩa khác nhau. Chữ cà tha thì trong trường hợp này, tức là trong cái ngữ cảnh mà cổ thứ năm của vi diệu pháp đó, được dịch là luận hay là tranh luận. Bởi vì khi mình đọc nội dung của cà thao bất thú thì chúng ta thấy là đó là những cái cuộc tranh luận giữa Phật giáo Nguyên Thủy và những cái bộ phái khác, những truyền thông khác. Còn quách thú thì một từ cũng rất là đa nghĩa, nhưng mà trong cái ngữ cảnh á, trong cái ngữ cảnh này á của cái bộ bộ thứ năm vi diệu pháp á, thì chữ quách thú nó có nghĩa là cái điểm tranh luận, hay là cái vấn đề tranh luận, hay là trường hợp tranh luận. Thì chữ cà thao quá thú mà dịch là luận điểm á, thì nó rất gần với chữ Bali. Như vậy thì chúng ta có là cà thao quá thú có nghĩa là biện giải, rồi những điểm gì biệt, rồi ngữ tông, bộ ngữ tông hay là bộ luận điểm. Thật ra ngay cả tiếng Anh cũng vậy, cũng có rất là nhiều cái từ dịch cho cái bộ cà thao quá thú này. Sự nghĩ chắc cũng khoảng gần 10 từ để dịch cho bộ cà thao quá thú. Thì chúng ta biết bộ cà thao quá thú là cái vị trí của nó là cái bộ thứ 5 trong 7 bộ vi diệu pháp. Như vậy cà thao quá thú thuộc về luận tạng. Thì cái vi diệu pháp hay là tạng vi diệu pháp được Đức Phật thuyết trên cung trời đạo lợi ta quá tiệm sát vào hàng thứ 7. Thì suy nghĩ cái kiến thức này thì rất là phổ thông, ai cũng biết hết. Nhưng mà có nhiều người ta gút mắt ra hỏi bây giờ sư cõi đạo lợi là cõi nào, sư chứng minh cho con hay là có cõi đạo lợi đi. Thì cái này sư cũng thua thôi, bởi vì theo truyền thống á, thì Đức Phật ngài thuyết bảy bộ vi diệu pháp nói chung á ở cung trời đạo lợi. Thì nếu mà quý vị muốn biết rõ về cái vấn đề này thì chúng ta nên đọc cái bộ Attha Salini, tức là cái quyển chú giải cho cái bộ vi diệu pháp đầu tiên, đó là bộ pháp tổ Dhammasangati. Thì trong cái bộ chú giải này á, nói rất là rõ cái sự phát triển và sự hình thành, cái sự ra đời của bảy bộ vi diệu pháp. Thì cái tạng vi diệu pháp á, được Đức Phật ngài thuyết trên cung trời đạo lợi. Và cũng có nhiều cái lý do tại sao Đức Phật ngài thuyết bảy bộ vi diệu pháp trên cõi trời mà không thuyết ở cõi người của mình. Thì một trong những lý do đó là bởi vì bộ vi diệu pháp, bảy bộ vi diệu pháp là một cái bộ kinh đặc thù, đặc sắc, đặc biệt. Cho nên là ngài muốn thiết trên trển để mà trả ơn người mẹ của mình. Đó là bà hoàng hậu Mahamaya, sau khi mà sanh Bồ Tát được 7 ngày đó, thì bà ta từ trần sanh về, không phải sanh về cõi đau lợi mà sanh về cõi tấu xúc. Xong khi mà Đức Phật ngài lên trên trển ngài thuyết bộ vi diệu pháp đó, thì bà từ trên cõi tấu xúc bà xuống để bà nghe.
Rồi một lý do khác là bởi vì cái bảy bộ cái dự pháp á, nó đòi hỏi là phải thiết liên tục. Mà khi mà quý vị mà biết, khi mà chúng ta thấy bảy bộ cái dự pháp thì cái nội dung nó rất là đồ sộ. Mà phải thiết liên tục như vậy á, thì không có, ở loài người của mình nó không có ai mà đủ ngồi lâu để mà nghe liên tục. Đức Phật thiết bỏ bảy bộ này đó là thiết liên tục 3 tháng trên cõi trời gạo lợi. Mà tính cái thời gian cõi người là 3 tháng, nhưng mà mình tính cái thời gian mà cõi trời có đạo lợi thì nó khoảng có hơn 3 phút thôi. Bởi vì sao? Bởi vì một ngày một đêm ở cõi đạo lợi thì bằng 100 năm ở cõi người. Cho nên là 3 tháng cõi nhân loại thì nó chỉ thời gian khoảng hơn 3 phút ở cõi người mình thôi. Mà Đức Phật này thiết liên tục như vậy suốt 3 tháng. Mà cái cõi người của mình thì đâu có ai mà kiên nhẫn ngồi suốt 3 tháng để mà nghe cái bộ này. Cho nên một trong những cái điều kiện mà để Đức Phật này thiết bộ vi pháp trên cõi trời là nó cũng là vì lý do đó. Ngài Moktali Buddhadissa ở thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đã dựa vào bộ này để bác bỏ những quan điểm của các bộ phái không thuộc Theravada và hình thành nên diện mạo hoàn chỉnh của bộ Kathāvatthu mà chúng ta có ngày nay. Tức là khi mà Đức Phật ngài thiết bộ Kathāvatthu trên cõi trời á, thì theo chú giải á, thì ngài chỉ thiết có 500 đề tài thôi. Thì vào thế kỷ thứ 3 đó trước đây là thì lúc đó cái là gọi là cái thời kỳ đó là thời kỳ bộ phái, tức là rất là nhiều cái truyền thống, nhiều cái hệ phái ra đời, và mỗi bộ phái nó có những cái quan điểm khác nhau. Thì để mà bác bỏ những cái quan điểm đó thì ngài Moktali Buddhadissa ngài đã mở rộng thêm 500 vấn đề thành ra là 1000 vấn đề. Như vậy là cái bộ Kathāvatthu ngày nay nó có 1000 cái vấn đề, đó là cái bộ hoàn chỉnh. Bộ Kathāvatthu là bộ ngữ tông, đây là cái hình quyển sách với cái tựa đề là cái lời dịch việt của ngài Tịnh Sự. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần đầu, tức là phần Kathāvatthu, và cái phần thứ hai là phần phương pháp logic. Thì phần đầu chúng ta sẽ khảo sát về nguồn gốc. Thì cái nguồn gốc đó chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn mục, đó là cái nguồn gốc Kathāvatthu trong kinh Tạng, rồi trong Mahāvaṃsa là cái bộ đại sử, bộ biên niên sử của Tích Lan. Rồi chúng ta sẽ khảo sát về cái nguồn gốc của bộ Kathāvatthu theo chú giải. Chú giải ở đây tức là chú giải của bộ Kathāvatthu. Rồi thứ tư là chúng ta sẽ khảo sát về nguồn gốc của bộ kinh này xuyên qua quan điểm của một số học giả Phật học. Khi mình nói Phật giả, học giả Phật học tức là người ta dùng những cái nghiên cứu một là văn bản học hay là ngôn ngữ học, rồi khảo cổ học để mà họ nói về cái nguồn gốc của cái bộ kinh này. Bây giờ Kathāvatthu trong kinh Tạng thì chúng ta biết rằng là cái chữ Kathāvatthu này là không phải là một thuật ngữ Pali chỉ xuất hiện vào cái thời kỳ Phật giáo bộ phái Nikaya. Bởi vì cái bộ Kathāvatthu là nó nổi tiếng là trong cái bối cảnh là Phật giáo bộ phái, tức là lúc đó Phật giáo đã chia rẽ ra nhiều cái hệ phái khác nhau, nhiều cái bộ phái khác nhau, mà nó được thấy xuất hiện khi mà Đức Phật còn tại thế và được sử dụng bởi chính Đức Phật. Như vậy là khi Đức Phật này còn sống thì cái chữ Kathāvatthu đã thấy xuất hiện rồi, và cái chữ Kathāvatthu này cũng được Đức Phật ngày sử dụng. Điển hình đó là khi Đức Phật ngày nói về là dasa ima ni chittave kathāvatthu ni katamani dasa, vân vân, thì cái đoạn kinh này chúng ta thấy là có chữ Kathāvatthu.
Thì cái đoạn kinh này được trích trong Tăng Chi Bộ phần 10 pháp. Thì chúng ta lưu ý rằng cái chữ Kathawatthu mà Đức Phật Ngài sử dụng ở đây á, không phải là bộ thứ 5 của cái diệu pháp, mà Kathawatthu này á, nó có nghĩa là 10 đề tài thảo luận. Nó không phải là cái bộ Kathawatthu. Thì 10 đề tài thảo luận có nghĩa là gì? Tức là bởi vì á, chúng ta biết khi mà Đức Phật Ngài ngày dạy các vị tỷ kheo mà khi mà hội họp lại với nhau á, tức là Đức Phật Ngài gọi là Sannipatita năng vô phích khâu quê đo văn karani văn đâm biên hòa cả ta ariyo tôn thi phào vô. Tức là này các tỷ kheo, khi mà các ngươi hội họp lại với nhau, khi mà các ngươi tập trung lại với nhau á, thì đo văn karani văn tức là có hai việc cần phải làm. Thứ nhất là tham biên hòa cả ta, tức là hãy đàm luận về Phật Pháp. Và thứ hai là Ariyotun Himphavo, tức là nếu mà không nói chuyện về Phật Pháp á, không có đề tài để nói chuyện á, thì hãy giữ cái trạng thái im lặng của Bạch Thánh Ariyotun Himphavo. Thì khi mà các vị tiếp theo mà tập trung lại với nhau thì nên thảo luận về 10 cái đề tài này. Tức là nói về vấn đề gì, nói về cái đề tài gì, thì á, nó cũng xoay quanh 10 cái vấn đề này, 10 cái nội dung này. Tức là hãy nói chuyện với nhau để mà làm thiện dục, tức là ít muốn, rồi nói để mà làm tăng cái sự tri túc biết độ, rồi nói để mà làm tăng cái sự viễn ly độc cư tinh tấn, nói để mà tăng về giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Như vậy đây là 10 cái đề tài thảo luận khi mà các vị tỷ kheo hội họp lại với nhau. Mà không những là các vị nghĩ theo con thôi, mà suy nghĩ là chúng ta là người Phật tử, khi mà chúng ta gặp mặt nhau thì chúng ta cũng nên thảo luận Phật Pháp, nên nói chuyện về những cái đề tài mà nó liên quan đến là 10 đề tài nói chuyện. Còn chúng ta trong hàng ngày thì chúng ta nói chuyện phím rất là nhiều rồi, chúng ta tám rất là nhiều rồi, cho nên là Phật tử mà khi mà chúng ta gặp lại nhau đó là cái cơ hội quý báu, thì chúng ta cũng nên học cái lời dạy của Đức Phật, mình hãy thảo luận về Phật Pháp, thảo luận những cái đề tài mà nó làm giảm cái lòng dục, nó làm cho mình viễn ly, làm cho mình tinh tấn, làm cho mình có cái ý muốn sống độc cư, làm cho mình có giới, có định, có tuệ, có giải thoát và giải thoát tri kiến. Rồi trong kinh tạng ấy thì chúng ta có cái bộ Abhidhamma, tức là thánh nhân ký sự ấy. Thì trong cái bộ Abhidhamma thì nó là một bộ trong tiểu bộ. Thì trong cái bộ Abhidhamma này ở phẩm Buddha, rồi ở cái phần mà trưởng lão là Punna Mantaniputta, thì ngài này tức là ngài đệ nhất vị pháp sư được Đức Phật ngài sắc chức. Thì ngài có một bài kệ đề cập đến thuật ngữ là Kathawatthu. Thì đây là các cái bài kinh Bali, tức là Abhidhamma Naya Na dành dù hằng kata quát thu quý xuất thi gia sắc bề sang quỳnh nhà bề toàn na quý hà ra mi anna sa vô. Có nghĩa là tôi là người biết rõ phương pháp của vị diệu pháp, rồi thông thạo về cả thao quát thu, sau khi làm cho tất cả đây tức là sắc bề sang ha, tất cả người trí thông hiểu, tôi sống không còn bỏ quạt, tức là quý hà ra mi anna sa vô. Thì trong cái đoạn kệ này chúng ta thấy có cái từ Kathawatthu. Thì khi mà mình mở chú giải ra liên quan tới cái bài kệ này á, thì chúng ta thấy là các vị chú giải á, nói về cái chữ Kathawatthu này có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là Kathawatthu Pakarana. Thì đây là một cái tên mà được các vị chú giải sử dụng để chỉ cho bộ Kathawatthu, tức là bộ thứ 5 trong vị diệu pháp. Nhưng mà chú giải cũng nói thêm đó là Kathawatthu nó cũng có nghĩa là chỉ cho 10 đề tài thảo luận. Thì như vậy là chúng ta cũng có thể nghĩ rằng đó là ngài Punna Mantaniputta, ngài thông thạo về Kathawatthu, có thể là ngài thông thạo về cái bộ thứ 5 trong vị diệu pháp. Mà cũng có nghĩa là khi mà ngài gặp, chúng ta gặp gỡ với nhau ấy,
Ngài thường đem 10 cái đề tài này ra thảo luận. Nhưng mà khi mà mình đọc những cái bản dịch khác, đặc biệt là bản dịch của Miến Điện á, thì ngay cái chỗ Kathawatthu Visuddhiya thì người ta đưa cái nghĩa là Kathawatthu Chan, có nghĩa là mình hiểu rằng là bộ Kathawatthu. Như vậy thì ngài Mandalibutta ngài thông thạo về Kathawatthu. Rồi cũng trong bộ Appadana, tức là phần trưởng lão ni ký sự ở phẩm Ekubo Satika, phẩm một lần trai giới, thì chúng ta ở chỗ này đề cập trưởng lão ni Khema trong cái hình đó ha. Thì khi mà nói đến trưởng lão ni Khema thì ai cũng biết bà là vợ của vua Basenani, tức là trước khi mà đi tu, trước khi xuất gia thì vợ của vua Bimbisara, bà rất là đẹp bởi vì hoàng hậu mà. Chính vì bà rất là đẹp như vậy cho nên là bà ngại đến gặp Đức Phật, mặc dù là vua Bimbisara, Bình Sa Vương là khuyến khích bà ta đến gặp Đức Phật nhiều lần. Nhưng mà bà đang ngại gặp Đức Phật bởi vì bà ta biết là Đức Phật ngài chỉ nói những cái gì mà dòm gớm, rồi những cái quế bất tịnh, những cái tế trượt không. Mà người nữ thì tâm lý chung á thì họ thường không thích đề cập đến cái vấn đề xấu xí như vậy, cho nên bà ta ngại đến. Thì cuối cùng bà ta cũng đến, và khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp á, thì sau đó bà xuất gia và trở thành được Đức Phật ngài xác chứng là đệ nhất về trí tuệ. Như vậy thì cũng tuyên bố mình, thì trưởng lão đi này cũng tuyên bố mình thông thạo về bộ Kathawatthu. Là Kusala hằng Visuddhi Sut Kathawatthu Visarada Api Dhammanya Dhammana Yanyu Cha Vasipattan Hi Sasane, có nghĩa là tôi thiện xảo nơi các pháp thanh tịnh, thông thạo về bộ Kathawatthu, là Kathawatthu Visarada, rồi biết rõ phương pháp của vi diệu pháp và đã đạt được sự tự tại trong giáo pháp. Thì đắc tế thì cái bộ trưởng lão ni ký sự á không có cái phần chú giải, cho nên là chúng ta không biết được là cái chữ Kathawatthu này á là nó là 10 đề tài thảo luận hay là bộ thứ 5 trong 7 bộ vi diệu pháp. Nhưng mà chúng ta biết rằng là bà là đệ nhất về trí tuệ. Rồi bà tuyên bố mình là thông thạo về bộ Kathawatthu. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bộ Kathawatthu là xuất hiện trong cái thời kỳ Đức Phật còn sống, và được chính Đức Phật sử dụng, và được chính những đệ tử của ngài, những đệ tử lớn như là ngài Mandalibutta, ngài là đệ nhất pháp sư, rồi được bà trưởng lão ni Khema đệ nhất trí tuệ sử dụng. Chứ không phải là cái chữ Kathawatthu hay là bộ Kathawatthu chỉ xuất hiện hay là phổ biến ở cái thời kỳ Phật giáo Bộ Pháp. Bây giờ chúng ta sang cái mục 2, tức là Kathawatthu trong Mahavansara. Thì Mahavansara là một trong những bộ biên niên sử quan trọng nhất của Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Thì không những là cái bộ biên niên sử của Phật giáo mà nó cũng là cái bộ lịch sử về đất nước Tích Lan, bộ Mahavansara. Bộ này thì đã được dịch sang tiếng Việt cho Thượng tọa Minh Huệ dịch với cái tựa đề là Đại Vương Thống Sự. Thì cái bộ này nó được biên soạn bởi vị trưởng lão tên là Mahanama, ngài sử dụng cái ngôn ngữ Pali để mà viết nên cái bộ sách này tại Mahavihara Đại Tự dưới thời vua Thatusena thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch. Sư nghe nói rằng là cái bộ biên niên sử này đó, cho đến ngày nay vẫn còn tiếp tục
vẫn còn được các một số vị sư Tích Lan là tiếp tục viết, và chúng ta không biết là những cái vị đó ở đâu, có thể là những vị người ta ẩn cư, người ta biên sử. Khi mà mình biên sử mà mình ẩn cư như vậy, mình không có ai biết á, thì cái tính chất sử nó sẽ khách quan. Còn sử mà mình viết theo định hướng hay là viết theo ý của người khác á, thì nó không có khách quan. Thì sư biết rằng là cái bộ này vẫn được một số vị trưởng lão là tiếp tục, mà mình không biết là các vị ở đâu thôi. Thì cái bộ Maha Quan Sát thì nó gồm có 37 chương. Thì ở cái chương thứ 5 á, việc ra đời bộ Cà Thao Quá Thú được mô tả, được đề cập đến. Thì tuy nhiên á, rất là vắn tắt, rất là không có chi tiết, rất là vắn tắt. Nhưng mà những cái sự kiện khác á, thì được mô tả rất là chi tiết. Chẳng hạn như là về cuộc đời của vua A Dục, hay là cuộc đời của ngài Mokkaliputta Tissat, hay là lịch sử hình thành cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 đó, thì được mô tả rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Nhưng mà không hiểu vì sao á, cái việc ra đời hay là lịch sử hình thành của bộ Cà Thao Quá Thú được mô tả rất là ngắn gọn, rất là vắn tắt, chỉ có một câu Pali thôi đó. Trong cái chương thứ 5 là một cái chương rất là dài, nhưng mà về cái sự hình thành của bộ Cà Thao Quá Thú chỉ gói gọn trong một câu này thôi. Tức là có nghĩa là ở giữa đại hội kết tập, trưởng lão Tích Xá đã nêu lên bộ Cà Thao Quá Thú Pakarana để bác bỏ những quan điểm của trường phái khác. Mình chỉ một cái bộ sử mà đồ sộ, mà chỉ nói về cái sự hình thành của bộ Cà Thao Quá Thú chỉ có một câu Pali thôi. Cho nên là khi mà chỉ có một câu mô tả ngắn gọn như vậy thì đương nhiên sẽ có những cái vấn đề nó nghi vấn. Chẳng hạn như là mình có thể nghi vấn là bộ Cà Thao Quá Thú hình thành khi nào, rồi bộ Cà Thao Quá Thú hình thành bằng cách nào, rồi bộ Cà Thao Quá Thú được biên soạn như thế nào, ai là tác giả và mục đích biên soạn cái bộ này là như thế nào. Thì để mà giải tỏ những cái nghi vấn này á, thì chúng ta phải tìm đến bộ chú giải của Cà Thao Quá Thú. Tức là chúng ta sẽ tìm đến cái bộ là Panchapakaranattha Katha. Thì Panchapakaranattha Katha nó chính là cái bộ chú giải của bộ Cà Thao Quá Thú. Thì trong cái bộ này thì chúng ta có được cái chi tiết đầy đủ hơn về cái sự hình thành và sự phát triển, cái nguồn gốc của cái bộ Cà Thao Quá Thú. Thì trong cái bộ chú giải này, ở cái phần Nidana Katha, tức là cái phần giới thiệu á, thì có đề cập rằng là sau khi mà Đức Phật ngài thuyết bộ pháp tụ, tức là bộ đầu tiên, sau khi mà ngài thuyết bộ phân tích bộ thứ hai, rồi bộ bộ chất ngữ, rồi bộ nhân chế định, rồi sau đó thì bắt đầu Đức Phật mà nghĩ là trong tương lai á, việc thuyết bộ Cà Thao Quá Thú sẽ diễn ra. Đệ tử của ta, vị đại trí tuệ là trưởng lão tên Tích Xác, con trai của bà Mokkali, sẽ thanh lọc giáo pháp và tổ chức kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3. Vị ấy giữa hội chúng sẽ chia chẻ bộ này thành 1000 phần. Thì giống hồi nãy sư nói đó, khi mà Đức Phật ngài thuyết đến bộ Cà Thao Quá Thú á, thì ngài chỉ thuyết có 500 đề tài thôi. Và trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 đó, thì để bác bỏ những cái quan điểm khác của các trường phái khác á, thì ngài đã mở rộng thêm 500 đề tài, thành ra là 1000 đề tài. Và ở đây chúng ta thấy rằng là cái bộ Cà Thao Quá Thú này á, trước tiên á, là được Đức Phật ngài thuyết. Bởi vì ngài thấy là trong tương lai á, vào thế kỷ thứ 3 sẽ có một cái cuộc kết tập kinh điển. Và trong cái cuộc kinh điển đó, cái nội dung là để làm sạch quán, hay là loại trừ những cái thành phần bất hảo trong giáo pháp á. Thì ngài
ngài Mokkali á, ngài Mokkali Buddhadasa, ngài sẽ dựa vào bộ Katha Quán Thú này á, để mà ngài bác bỏ những cái quan điểm của những cái bộ phái khác. Đây bộ Katha Quán Thú à, cái hình này á, thì chúng ta thấy là có ngài đúng không, ngài Mokkali Buddhadasa này. Và đây là vua A Dục. Còn cái vị này là cái vị biết ai không? Đây là cái phái đoàn mà được vua A Dục gửi sang nước Tích Lan để mà đúng rồi khi mà tức là ngài Mahinda. Rồi bây giờ chúng ta sang cái mục thứ tư là ý kiến của học giả Phật học. Thì chúng ta nên biết đó là theo truyền thống á, bộ Cạch Hoa Thú á, được Đức Phật ngài thuyết ở trên cõi trời, ngài thuyết 500 đề tài. Rồi sau đó vào thế kỷ thứ ba á, là được ngài Mokkali Buddhadasa, người Tàu đã âm nó là mục Liên Tử Đế Tu á, một cái Liên Tử Đế Tu á, thì ngài mới mở rộng thêm 500 đề tài nữa, thành là 1000 đề tài. Đó là truyền thống, người ta tin tưởng như vậy. Bởi vì á, truyền thống là những gì mà được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và những nước Phật giáo theo Nam Tông á, theo Nguyên Thủy á, thì người ta tin tưởng tuyệt đối vào cái truyền thống này, tức là bộ Cạch Hoa Thú này là cái bộ mà được Đức Phật này thuyết trên cõi trời, và sau đó được ngài Mokkali Buddhadasa ngày mở rộng thêm để mà bác bỏ những quan điểm của những cái bộ phái khác. Và người ta tin tưởng như vậy nó cũng có lý, bởi vì chúng ta biết á, những vị mà viết nên cái lịch sử của bộ Cạch Hoa Thú đó là những vị thánh, những vị có học thức, những vị có giới định tuệ. Thì những vị đó khi mà viết cái gì, nói cái gì á, là không bao giờ cái có mà người ta nói không có, không có mà nói không. Cũng giống như chúng ta tin vị thầy của mình vậy đó, tức là một vị thầy có giới hạnh, có kiến thức. Thì khi mà các vị nói về vấn đề gì đó thì các vị luôn chịu trách nhiệm cái việc nói, và chịu trách nhiệm cái sự ảnh hưởng sau này. Thì truyền thống dựa vào cái điều đó mà chúng ta tin là các vị thầy đã nói như vậy. Nhưng mà đối với các vị học giả Phật giáo á, khi mà người ta nghiên cứu về ngôn ngữ học, văn bản học, khảo cổ học, ngôn ngữ học vân vân, thì người ta đưa ra những cái quan điểm khác nhau về sự hình thành của bộ Cạch Hoa Thú, và họ không có chấp nhận truyền thống đã giải thích như vậy. Thì ở đây sư sẽ nêu ra hai quan điểm của hai học giả lớn. Một đó là bà Radavis. Thì trong cái giới học thuật Phật giáo thì vợ chồng Radavis là cái tên tuổi lớn, là một học giả lớn về Phật học, là dịch giả về Bali, học giả về Bali. Ông ta, trong vợ chồng này rất là nổi tiếng. Và có cái sở học về Phật pháp uyên thâm, là những học giả Phật học. Thì cái đoạn này là đoạn tiếng Anh sư trích trong cái quyển là Boys of Controversy, tức là cái quyển Cạch Hoa Thú được dịch sang tiếng Anh. Thì trong cái phần giới thiệu thì bà ta có nói cái điểm này. Thì bởi vì bà ta là một học giả cho nên là cái từ ngữ bà ta sử dụng phải nói là rất là khó hiểu. Ở đây sư chỉ tóm tắt cái ý nghĩa là theo bà ta là cái nguồn gốc của bộ Cạch Hoa Thú mà chúng ta có ngày hôm nay á, là vào cái thời kỳ mà Phật giáo bộ phái. Thì chúng ta biết là thời kỳ Phật giáo bộ phái á, là sau kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai, tức là khoảng sau hơn 100 năm Đức Phật viên tịch. Thì từ đó trở đi á, có rất là nhiều cái truyền thống xuất hiện, rất là nhiều cái hệ phái, nhiều cái bộ phái xuất hiện. Thì khi mà mỗi bộ phái xuất hiện á,
là sẽ có những cái quan điểm khác nhau, có những cái tư tưởng khác nhau, có những cái ý tưởng khác nhau về lời Đức Phật dạy. Thì chính vì có những cái tư tưởng khác nhau như vậy thì sau này vào thế kỷ thứ ba thì các vị trưởng lão kết tập mới tập trung tất cả những cái điểm khác nhau đó lại và nói lên cái quan điểm của mình, cái phản ứng của mình bằng cái phương pháp logic đối với những cái điểm dị biệt giáo lý như vậy. Thì đó là theo quan điểm của bà Radovitz. Rồi quan điểm của giáo sư Richard Gombrich, tức là đây là cũng là một học giả về vi diệu pháp, rồi nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo ở phương Tây. Ông ta có nhiều cái tác phẩm rất là nổi tiếng về lịch sử Phật giáo. Cái phương pháp của ông ta nghiên cứu về lịch sử Phật giáo là ông ta dựa vào bia ký để ta tìm hiểu về cái lịch sử Phật giáo. Thì quan niệm của ông về cái nguồn gốc của Bộ Cà Thao Quán Thú là cái chỗ này thì sư trích cho một cái trang web. Thì ông ta cho rằng Cà Thao Quán Thú nó được hình thành từ cái truyền thống dạy và học của Phật giáo. Ví dụ như là trong cái lớp học thì người thầy muốn tạo nên cái ấn tượng cho học sinh đó, thì thường hỏi những cái câu hỏi chẳng hạn như là hỏi là Pukalo Palam Pisachikatabaramathe, tức là cái vị học trò đó trước học viên hỏi là các con nghĩ sao người được nhận biết với ý nghĩa có thật và không sai khác phải không. Thì có thể là trong lớp học học viên lúc đó suy nghĩ không có trả lời được, thì thầy mới kêu thôi các con về nhà các con suy nghĩ tiếp đi. Thì cái bữa học sau á thì học trò lên thì học trò mới lặp lại câu hỏi đó, tức là người được nhận biết với ý nghĩa có thật và không sai khác phải không. Bukalo Palapatisatikataparamathe, thì lúc đó học trò mới trả lời là đúng vậy, Amanda. Rồi vị thầy mới hỏi tiếp là Yosatikato Paramato Tato So Bukalo Palapatisatikato Paramathe. Thì như vậy là người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối không sai khác. Thì như vậy thì tất cả những gì được gọi là có thật, tuyệt đối và không sai khác, thì từ cái đó đó con người được nhận biết là có thật và không sai khác hay không. Thì có thể là lúc đó học trò trả lời không được thì thầy mới kêu hồi về đi, xin nghỉ tiếp rồi bữa sau lên trả lời. Thì khi mà bữa sau lên thì người thầy lặp lại câu hỏi thì học trò có thể trả lời rằng là Amanda, tức là đúng như vậy. Nhưng mà người thầy lại nói là Nahewangwatape, tức là không nên nói như vậy. Thì theo thời gian thì những cái câu hỏi đó đó nó sẽ nói về nhiều, nó liên quan đến nhiều cái đề tài. Cái câu hỏi đó nó liên quan đến nhiều đề tài. Và trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba đó thì các vị trưởng lão, các vị kết tập sư á mới sưu tập tất cả những câu hỏi và câu trả lời đó thành một cái bộ sách mà ngày nay chúng ta gọi là Bộ Cà Thao Quán Thú. Thì đó là quan điểm của giáo sư Richard Gombrich. Về cái quan điểm mà học thuật đó thì chúng ta không có bác bỏ và chúng ta cũng không cẩn thận khi mà chấp nhận những cái quan điểm của học giả. Sư nêu lên trình bày hai cái ý kiến khác nhau về nói về cái nguồn gốc của Bộ Cà Thao Quán Thú để cho quý vị có cái nhìn thêm về cái nguồn gốc của Bộ Cà Thao Quán Thú bên cạnh cái truyền thống. Truyền thống thì nói rằng Bộ Cà Thao Quán Thú là do Đức Phật ngài thuyết ở cõi trời Đạo Lợi. Nhưng mà các nhà học giả Phật học thì người ta không có chấp nhận quan điểm đó, bởi vì người ta nói là Đức Phật ngài thuyết trên cõi trời. Như vậy anh phải chứng minh cho tôi được, chứng minh cho tôi thấy là có cõi trời. Cõi trời Đạo Lợi là cõi trời như thế nào? Thì cái vấn đề này thì mình không thể nào mà mình đáp ứng được hết.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về, nãy giờ mình nói về bộ cà tha quá thú rất là nhiều đúng không? Nói về lịch sử hình thành nè, rồi những cái quan điểm của theo truyền thống và theo các vị học giả Phật học. Rồi chúng ta đã tìm hiểu về cái tầm quan trọng của bộ cà tha quá thú. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ biết được cái nội dung của bộ cà tha quá thú nói về cái gì. Và chúng ta sẽ thấy được cái diện mạo của bộ cà tha quá thú là sao. Thì ở đây thì chỉ là một phần ngắn thôi, tức là bộ cà tha quá thú trình bày 219 luận điểm là chủ trương của những trường phái Phật giáo khác nhau và được phân thành 23 chương. Luận điểm nhân thể Utkala Katha được nói ở chương thứ nhất. So với những cái luận điểm còn lại là thì cái phần Utkala Katha là cái dài nhất, cái phần dài nhất và được trình bày đầy đủ nhất. Thì nội dung của phần nhân thể là bao gồm 18 loại. Mỗi loại được trình bày bởi 4 phần riêng biệt. 4 phần riêng biệt đó là Sutta Satchikatha, Okasa Satchikatha, Kala Satchikatha và 4 là Avaya Satchikatha. Và mỗi phần lại được phân tích dưới cái hình thức là Artha Nikka. Thì mỗi Artha Nikkahanaya được chia thành 2 phần, tức là Anuloma Pachanika và Pachanika. Cái phần này thì nó chỉ nói về cái nội dung thôi. Thì để quý vị nắm rõ thì có một cái lược đồ như thế. Trước tiên là cái luận điểm về nhân thể, tức là Utkala Katha. Thì luận điểm nhân thể thì nó có 18 loại. Ở đây sư trong cái slide thì chỉ có 6 loại thôi, còn 3 trống thì chúng ta còn thêm nữa. Thì trong cái loại thứ nhất thì nó có 2 phần, tức là Anuloma Pachanika. Rồi phần thứ hai là Pachanika Anuloma. Rồi từ Anuloma Pachanika thì nó có 5 cái phần nhỏ nữa. Rồi Pachanika Anuloma cũng vậy, cũng có 5 phần nhỏ. Đây. Cái phần này là cái khi mà chúng ta dở bộ cà tha quá thú ra thì đây là cái phần đầu tiên, có thể là cái trang đầu tiên của cái bộ cà tha quá thú. Thì cái phần này nó là thuộc về đại phẩm, luận điểm về người. Rồi phần Sutta Satchikattho, rồi Anuloma Pachanika. Rồi cái nội dung ý là ngũ phần thuận Anuloma Pachanika. Thì cái nội dung của nó là ở đây chúng ta có chữ C ha. Chữ C có nghĩa là Sakkawadi. Sakkawadi tại trong bộ cà tha quá thú là không có nêu tên của những cái bộ phái tham gia tranh luận, mà chúng ta chỉ biết được cái đối phương là Sakkawadi ha, hoặc là Sakkawadi thôi. Thì theo chú giải thì Sakkawadi là để chỉ cho Theravada, còn Parawadi là để chỉ cho những cái bộ phái khác, những cái truyền thống khác. Thì cái đầu tiên là Sakkawadi, tức là những vị thuộc truyền thống Theravada hay là Phật giáo Nguyên Thủy mới hỏi, tức là người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, phải không? Rồi đúng vậy, tức là Parawadi trả lời. Parawadi tức là để chỉ cho những người đại diện cho những trường phái khác. Rồi trả lời là đúng như vậy. Rồi bất cứ điều nào có ý nghĩa, có thật và tuyệt đối, từ điều ấy con người đó cũng được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, phải không? Đây là cái câu hỏi của Sakkawadi. Rồi Parawadi mới trả lời rằng là quả thật không nên nói như vậy. Rồi sau đó bắt đầu là Sakkawadi mới lập luận là xin hãy ghi nhận sự bác bỏ. Nếu người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, do đó cũng nên nói bất cứ điều nào có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, từ điều ấy con người đó cũng được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối. Ở đây những gì được nói đã sai trong phương pháp luận, đó là muốn nói người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, nhưng lại không muốn nói bất cứ
điều nào có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, từ điều ấy con người đó cũng được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối. Rồi, bắt đầu Sakyamuni mới lập luận tiếp là: tuy nhiên, nếu đã không muốn nói bất cứ điều nào có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, từ điều ấy con người đó cũng được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, thì cũng nên nói người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối. Ở đây, những gì được nói đã sai trong phương pháp luận. Đó là muốn nói người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, nhưng lại không muốn nói bất cứ điều nào có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, từ điều ấy con người đó cũng được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối. Như vậy là mình kết thúc cái phần ngủ phần thôi. Thế thì đọc quý vị có hiểu được không? Sở dĩ mà quý vị không hiểu là bởi vì quý vị không nắm được cái phương pháp logic. Khi mà quý vị mà nắm được cái phương pháp logic á, nắm được cái cấu trúc logic á, nắm được cái quy luật logic á, thì chỗ này nó sẽ dễ hiểu hơn. Bây giờ thì quý vị cứ suy nghĩ về vấn đề này được sử dụng trong bộ Cảnh Tháo Quán Thúc. Thì logic trong bộ Cảnh Tháo Quán Thúc, thì khi mà chúng ta nói logic á, thì thông thường là chúng ta có hai khía cạnh về logic. Cái khía cạnh thứ nhất á, là ở ý nghĩa thông thường. Ý nghĩa thông thường có nghĩa là sao? Tức là chúng ta sử dụng logic trong đời sống hàng ngày á. Ví dụ như là logic ở ý nghĩa thông thường là cái cách nói hợp lý, là cái cách nói có logic dẫn đến thuyết phục người khác. Ví dụ như là lý do nào anh làm việc đó, đúng không? Rồi những gì anh nói thiếu tính logic, hay là lập luận của anh không hợp lý, hay là không có hợp logic. Thì trong đời sống hàng ngày thì chúng ta sử dụng logic theo cái cách này á. Tức là bạn anh hãy đưa ra cái lý do khi mà nói cái vấn đề đó, hay là mày nói cái vấn đề đó nó không có hợp logic, nó không có hợp lý. Thì đó là cái logic ở ý nghĩa thông thường, và chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta thường sử dụng. Còn cái ý nghĩa thứ hai, tức là ở ý nghĩa thuật ngữ, ở ý nghĩa chuyên môn. Thì ở ý nghĩa chuyên môn á, tức là ngày nay á, logic nó có một cái môn học riêng, và cái môn học đó người ta gọi là luận lý học. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu hay chúng ta học về luận lý học, hoặc là chúng ta học về cấu trúc logic, chúng ta học về cái quy luật logic, tức là quy luật hay là nguyên tắc logic bên trong một cấu trúc như là một phần của sự nghiên cứu. Tức là khi mà mình đưa ra một cái lập luận gì đó thì mình phải theo cái quy luật logic. Thì trong biện luận người ta căn cứ trên một nguyên tắc logic hay là quy luật logic nào đó để quyết định sự lập luận đó đúng hay sai. Thì cái điều này thì nó cũng đơn giản, đúng không? Thì Cảnh Tháo Quán Thúc bao gồm cả hai khía cạnh logic này, tức là ở ý nghĩa thông thường và ở ý nghĩa thuật ngữ. Thì Cảnh Tháo Quán Thúc là một bộ kinh độc đáo trong kinh điển Pali trình bày những nguyên tắc logic của Phật giáo. Bộ kinh được xem như là một quyển giáo trình về logic Phật giáo. Tức là khi mà mình tìm hiểu nghiên cứu về bộ kinh này thì chúng ta sẽ học được cái phương pháp logic, cái phương pháp luận lý học. Chúng ta học được cái cấu trúc logic, chúng ta học được cái quy luật logic được các nhà đối thoại vận dụng khi mà lập luận với nhau, khi mà tranh luận với nhau. Thì khi mà nghiên cứu phương pháp logic của Cảnh Tháo Quán Thúc, chúng ta học được về khởi nguồn hệ thống logic của Ấn Độ, cũng như những cái quy luật, những cái nguyên tắc, cái phương pháp và cấu trúc trong tranh luận liên quan đến logic. Thì giống cái bài đầu, phần đầu xin đã nói, tức là luận lý học Ấn Độ đã phát triển rất là rực rỡ, và những cái
trong những cái cuộc đàm thảo luận tranh luận với nhau là người ta tuân theo một cái quy luật logic nhất định. Khi mà cái lập luận đó nó tuân thủ, nó đúng theo cái luật logic á, thì cái sự lập luận của mình sẽ hợp lý, sẽ đúng. Còn nếu mà lập luận của mình mà nó không có đúng theo cái quy luật logic á, quy luật về đồng nhất, quy luật về không mâu thuẫn, hay là quy luật về đầy đủ lý do vân vân á, thì khi mà nó không đáp ứng được những cái quy luật đó thì cái lập luận của anh là sai, là không có đúng. Chúng ta nên lưu ý là trong logic đó, nó sai tức là sai trong cái phương pháp luận, sai về cái tính logic, chứ chưa chắc là nó sai ở cái tính chân lý. Tức là anh đã bị đánh bại, anh nói không đúng bởi vì cái lập luận của anh đó, nó thiếu logic, nó thiếu cái phương pháp luận, nó không có tuân thủ theo cái quy luật logic, cho nên anh đã bị đánh bại, anh đã sai, anh không đúng. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu về cái bộ cải thao quá thú thì có thể nói là bộ cải thao quá thú là một cái giáo trình hay là bộ sách dạy về luận lý học Phật giáo. Thì qua đó chúng ta học được cái cách lịch sự, cái cách văn minh khi mà mình đối thoại với nhau, khi mình tranh luận với nhau. Và mình học được cái cách là không có dồn đối thủ vào cái tiền đường, hay là dồn đối thủ vào cái ngọn lý. Rồi, chúng ta trước tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc logic của cả thao bát tôn. Cấu trúc logic, khi mình nói cấu trúc có nghĩa là một cái bộ khung, một cái cấu trúc của một cái vấn đề gì đó. Từ cái bộ khung, từ một cái cấu trúc đó chúng ta có thể bỏ cái nội dung vào. Thì cấu trúc của logic á, trong cả thao quá thú á, thì nó gồm có 5 bước tranh luận. Cái phần đầu mà khi chúng ta đọc á, thì là nó xuyên qua 5 cái bước tranh luận này. Cái bước thứ nhất đó là câu hỏi. Chúng ta dễ không ha? Câu hỏi, bước chắc. Câu hỏi tức là đại tiền đề được nêu lên bằng hình thức câu hỏi. Chẳng hạn như ví dụ là Bukkalo Upalapati Satchikata Paramat. Paramat thì là người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối hay không. Đó là cái cấu trúc thứ, tức là cái phần thứ nhất của cấu trúc logic. Thứ hai là Patinya, tức là sự chấp nhận ha. Sự chấp nhận của người phản bác về đại tiền đề. Bởi vì ở đây nó có cái dấu hiệu là si nữa ha. Có nghĩa là Sakkawadi, họ nãy sẽ nói là Sakkawadi, tức là người đại diện cho Phật giáo Nguyên Thủy, hay là người đại diện cho Phật giáo Nam Tông. Rồi đối thoại, tranh luận với những người thuộc trường phái khác. Mà cái người trường phái khác, trong cả thao quá thú chúng ta không biết là cái trường phái khác là gì. Và trong lập luận người ta cũng không có nói là ai thắng hay ai thua. Đó là cái cách mà mình nói chuyện, nó có cái tính cách là học viện, cái cách kinh điển rất là hay. Người ta không có nêu lên là cái người đối thoại là ai. Nhưng mà trong cái chương đầu tiên, hay là cái phần mà Pukkalakatha, thì theo chú giải á, thì Barawadi để chỉ cho những người đọc tự bộ, hoặc là và chỉ cho những người là chánh lý bộ. Những nhà đọc tự bộ hay là nhà chánh lý luận á, chánh lý bộ người ta quan điểm rằng, người ta quan niệm rằng á, người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối. Chữ người ở đây á, từ cái tự lực Pukkalak. Nhưng mà theo Phật giáo Nguyên Thủy á, theo cái hệ phái của mình á, người á nó chỉ là chế định thôi, đúng không? Trong bảy bộ về pháp thì mình có bộ là Pukkalapanyati, tức là bộ nhân chế định. Thì trong cái bộ nhân chế định thì liệt kê rất là nhiều loại người. Thì Pukkala nó chỉ là chế định thôi. Nó không có cái ý nghĩa là tuyệt đối, không sai khác. Nó không có ý nghĩa là có thật tuyệt đối, không sai khác. Nhưng mà những nhà đọc tự bộ, những người theo phái chánh lý bộ, thì người ta
quan niệm rằng, người ta tin rằng á, người không phải là chế định, mà người được hiểu, được quan niệm là ở ý nghĩa thường hằng, tuyệt đối, không sai khác. Họ quan niệm như vậy. Cho nên á, các nhà Theravada biết, các nhà Theravada biết cái quan niệm của họ như vậy, thì trong đối thoại á, mới hỏi, có phải là anh quan niệm người được nhận biết với ý nghĩa thường hằng và tuyệt đối không thay đổi hay không? Thì cái câu này mình phải hiểu, hiểu như vậy. Tức là Upalo Upalapati Satchitattha Paramatthi nè. Upalo là người ha. Upalapati tức là được nhận biết hay là được quan niệm. Có cái quan điểm đó ha. Satchitattha, Satchitattha là với ý nghĩa có thật. Và Paramatthi nè tức là ở ý nghĩa là tuyệt đối. Trong trường hợp này á, thì á, cái quan niệm của tộc Tự Bộ là người được quan niệm được cho rằng là có ý nghĩa thường hằng không sai khác. Thì khi mà hỏi như vậy thì bắt đầu là Paramatthi tức là những nhà tộc Tự Bộ người ta xác nhận đúng như vậy, tức là chúng tôi quan niệm như vậy đó. Thì đây là cái phần mà chấp nhận. Rồi bắt đầu là qua cái bước thứ ba trong năm bước của sự tranh luận hay là cấu trúc của logic á, thì là Anuyoga. Anuyoga ở đây là si đúng không, tức là Satchikattha, Sakkavadi, tức là những nhà mà những vị mà đại diện cho Phật giáo nguyên thủy á, thì phải hỏi tiếp. Yo Satchikattho Paramattho Tato So Bukalo Upalapati Satchikattha Paramattho là gì? Tức là bất cứ điều nào có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, tức là đây là Yo đúng không? Yo Satchikattho Paramattho, tức là bất cứ những cái gì mà có thật và tuyệt đối. Khi mà chúng ta thấy chữ là Satchikattho Paramattho thì chúng ta phải hiểu là Paramattha, Paramattha tức là những cái pháp chân đế. Đúng không? Đây có cái bản điều chỉ pháp này. Những cái pháp chân đế. Thì á, như vậy thì ở trên anh nói rằng là anh quan niệm người được nhận biết là có thật và tuyệt đối. Như vậy thì những cái gì mà có thật và tuyệt đối á, thì con người đó, so bukalo, ở trên đây là bukalo, so bukalo để chỉ cho cái con người này nè. Tức là ở dưới cái nhấn mạnh. Thì như vậy là cái người này nè, cái người mà được quan niệm như thế này nè. Thì bất cứ những gì mà có thật và tuyệt đối á, thì người đó cũng được quan niệm là có thật và tuyệt đối phải không? Tức là bất cứ điều nào có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, từ điều đó, tức là cái điều đó là Tato, Tato tức là từ cái điều này nè. Con người đó, tức là So Bukalo, tức là cái Bukalo này, rồi cũng được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, phải không? Thì trong trường hợp này là Anuyoga, tức là tham gia tranh luận, hay là chứng minh đại tiền đề là đúng. Chữ Anuyoga tức là, thật ra nó cũng có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà trong cái cấu trúc logic đó, nó có một cái ý nghĩa đặc biệt. Anuyoga có nghĩa là mình tham gia tranh luận, tức là mình đưa ra một cái quan điểm gì đó, mình phải có cái nhiệm vụ mình chứng minh cái quan điểm đó là đúng. Và ngay trong cái bước Anuyoga thì cái quan điểm đó nó có thể bị cái đối phương bác bỏ, thì gọi là Anuyoga. Ở đây ha, Sakkavadi mới hỏi lại, tức là anh quan niệm như vậy đó, nhưng mà cái sự thật và tuyệt đối á, bất cứ cái sự thật và tuyệt đối nào á, từ điều ấy con người đó cũng được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối hay không? Thì lúc này á, qua cái bước Patikhepa, tức là Nahe Wangwatape, quả thật không nên nói như vậy. Tức là Sakkavadi hỏi lại và Paravadi trả lời là không nên nói như vậy. Nahe Wangwatape, Wangwatape là không nên nói ha. Thí là quả thật, em văn là quả thật không nên nói như vậy. Thì bắt đầu là cái bước thứ năm đó là
Nikaha tức là bác bỏ, phủ nhận. Bác bỏ có nghĩa là sự phủ nhận, sự phản đối. Tức là khi mà Bharavadi phản đối á, thì bắt đầu là Sakavadi mới bác bỏ cái sự phản đối đó. Như vậy quý vị có làm mà hiểu được chưa? Như vậy đó là cái cấu trúc logic. Để sẽ đi hết cái cấu trúc và cái nguyên tắc logic rồi chúng mình sẽ đi chậm hơn. Bây giờ mình sẽ sang cái nguyên tắc logic của cả Thao Quá Phú. Thì có 3 nguyên tắc hay là 3 quy luật logic. Cái 5 bước hồi nãy đó là cái cấu trúc logic hay là cái sự đối thoại hay là cái sự tranh luận á, nó diễn ra 5 bước như vậy. Thì mình gọi đó là cái cấu trúc logic. Còn cái nguyên tắc logic tức là khi mà mình tranh luận á, thì mình phải theo cái nguyên tắc, mình phải theo cái luật logic. Khi mà mình tuân thủ cái luật logic á, thì cái lập luận của mình nó mới đúng. Còn nếu mà mình sai cái nguyên tắc logic á, thì cái sự lập luận của mình nó sẽ sai. Thì vậy là có 3 cái nguyên tắc logic, tức là Thabana là đại tiền đề, được gọi là Thabana vì sự xác nhận của người phản bác. B là Q được thành lập một cách có điều kiện cho mục đích bác bỏ. Đây là Thabana đó. Tức là Thabana tức là ở đây chúng ta đọc, tức là đại tiền đề ha, được gọi là Thabana là vì xác nhận của người phản bác. B là Q được thành lập một cách có điều kiện cho mục đích bác bỏ. Như vậy là cái bước 1 và bước 2, tức là bước Uccha và Patthiya, thì nó nằm trong cái nguyên tắc thứ nhất đó là Thabana. Tức là Sakavadi biết được cái quan niệm của Bharavadi là chấp nhận cái quan niệm là người được nhận biết với ý nghĩa có thật và không sai khác. Có nghĩa là người được nhận biết là thường hằng bất biến, không thay đổi. Thì đưa ra cái tiền đề như vậy để mà làm cho đối phương chấp nhận. Bởi vì đây là cái quan điểm của đối phương. Và khi mình đưa ra quan điểm của đối phương thì đương nhiên á, là đối phương chấp nhận. Thì cái nguyên tắc đó được gọi là Thabana, tức là đại tiền đề. Rồi Thabana, cái nguyên tắc thứ hai tức là gọi là Thabana vì người lập thuyết làm cho người phản bác chấp nhận quan điểm từ Thabana. Theo nguyên tắc logic á, khi mà anh chấp nhận B á, thì anh phải chấp nhận Q. Nếu anh chấp nhận B mà không chấp nhận Q á, thì anh đã sai trong cái phương pháp luận. Sự lập luận của anh đã sai. Cho nên ở đây Sakavadi mới nói rằng là bất cứ điều nào có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, từ điều ấy con người đó cũng được nhận biết có ý nghĩa có thật và tuyệt đối hay không. Quả thật không nên nói như vậy. Như vậy á, thì ở trên anh chấp nhận là người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, nhưng mà ở dưới cũng là ý nghĩa có thật và tuyệt đối nhưng mà anh không có chấp nhận. Như vậy thì cái sự lập luận của anh nó bị mâu thuẫn. Phía trước anh chấp nhận nhưng mà cái lời nói sau anh không có chấp nhận, thì như vậy là lời nói trước mâu thuẫn với lời nói sau, cho nên cái sự lập luận của anh là bị sai. Thì cái đó nó được gọi cái nguyên tắc thứ ba là Arobana, tức là gọi là Arobana vì việc bác bỏ đã được đặt trên người phản bác. Tức là cái sự phản bác anh là sai nó được thực hiện trên cái nguyên tắc logic. Nè, xin hãy ghi nhận sự bác bỏ. Nếu người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, do đó cũng nên nói bất cứ điều nào có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, từ điều đó con người đó cũng nên được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối. Ở đây những gì được nói đã sai trong phương pháp luận, đó là muốn nói người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, nhưng lại không muốn nói bất cứ điều nào có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, từ điều ấy con người đó cũng được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối. Như vậy là đây là cái lập luận dựa vào cái quy luật logic để mà bác bỏ đối phương.
Thế bây giờ đại sĩ thì xin cái lên bảng để cho được lên dịch. Quý vị có thể dở ra ở trang mô thức logic á. Cái trang mô thức logic của Cần Thơ Quá Thú, cái phần này thì sư dựa theo cái sự trình bày về mô thức logic của giáo sư Asanga Tilakaratne. Đây là một vị giáo sư người Thích Lan. Xin qua cái vị thầy này thì sư học được cái bộ Cần Thơ Quá Thú và cái phương pháp logic. Ở đây ha, một là Pukkalo Upalapati Satyakatha Paramatha, mình làm cái dấu là B ha, B. Tức là B nó là nguyên cái Pukkalo Upalapati, tức là nó là đại tiền đề. Rồi, cái nguyên tắc logic á, nếu B hoặc là khẳng định B, tức là nếu mà anh quan niệm rằng người được nhận biết với ý nghĩa có thật á, thì sao? Thì ở dưới cái ba ba na nè, thì phải chấp nhận quy q hả? Q. Bây giờ nếu ha, nếu anh chấp nhận p thì anh phải chấp nhận q. Ở đây á, tức là anh chấp nhận p. Đây là quan niệm của tập tự bộ, nhưng mà anh không có chấp nhận theo cái nguyên tắc logic á, khi mà anh chấp nhận bi á, thì anh phải chấp nhận q. Bởi vì á, Parawali chấp nhận bi nhưng mà không chấp nhận q, cho nên á, về nguyên tắc logic á, anh đã bị sai. Như vậy thì bi ha, tức là Pukkalo Upalapati Satyakatha Paramatthi là gì? Tức là người được nhận biết có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, là bi. Rồi, theo cái nguyên tắc logic á, khi mà anh chấp nhận bi á, thì anh phải chấp nhận q. Tức là anh cũng phải chấp nhận là Yo Satyakatha Paramattho Tato So Pukkalo Upalapati Satyakatha Paramatthi là, tức là những cái gì mà gọi là có thật và tuyệt đối á, thì con người cũng phải được chấp nhận như vậy. Nhưng mà Parawadi mới trả lời là Nahe Wangwatape, không nên nói như vậy. Như vậy là không chấp nhận khiêu. Nhưng khi mà anh không có chấp nhận khiêu á, thì anh đã sai cái nguyên tắc logic. Tức là cái lời nói đầu á, nó không giống như lời nói sau. Tức là nó sai cái quy luật, gọi là mình gọi là quy luật đồng và đồng dạng. Thì khi mà sai cái quy luật như vậy ấy, thì ở đây mới nói nè, ở đây những gì được nói đã sai trong phương pháp luận. Đó là muốn nói người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, tức là anh chấp nhận đi nhưng lại không muốn nói, tức là anh không có chấp nhận q. Khi mà anh chấp nhận đi mà không có chấp nhận q á, thì anh đã sai trong cái phương pháp luận. Cái lập luận của anh bị sai. Và anh bị bác bỏ. Thì trong logic thì chỉ tới đây thôi. Không có tuyên bố là anh đã thất bại, tôi là người thắng cuộc. Không có cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái chút so sánh về logic của Katha Quá Thú và logic của phương Tây. Khi mà những nguyên tắc logic Ấn Độ cổ xưa được áp dụng bởi Sakyavadi và Parawadi trong Katha Quá Thú, thì khi mà bằng cái phương pháp so sánh á, là phương pháp logic của Katha Quá Thú và phương pháp logic của phương Tây á, thì ta thấy rất giống với những nguyên tắc logic hiện đại của phương Tây, bắt nguồn từ logic hình thức của Aristotle ở thế kỷ thứ tư trước Tây lịch và phát triển mạnh ở thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch.
Nếu mà quý vị mà học toán học á, thì hay là học luận lý học á, thì chúng ta có thể là rất là quen với tam động lực, syllogism. Thì tam động lực là cái công thức luận lý của Aristotle, bao gồm ba mục hình thành nên một cái quá trình tư duy để tìm ra sự thật. Tam động lực nó gọi là đại tiền đề, rồi tiểu tiền đề, rồi cái phần kết luận. Thì đại tiền đề nói rằng là, ở đây ví dụ ha, đây là một ví dụ mà Aristotle đã đưa ra khi mà nói là tất cả mọi người đều phải chết, đó là cái đại tiền đề. Rồi Socrates là người, ha, đó là tiểu tiền đề. Và kết luận là cho nên Socrates cũng chết. Đây là cái công thức luận lý mình gọi là tam động lực. Thì khi mà mình so sánh với logic của Càn Thao Quán Thú á, thì mình thấy á, cái đại tiền đề thì nó giống Thapana, rồi cái tiểu tiền đề á, thì là nó giống như Bapana, và cái kết luận á, thì nó giống như là Arupana. Thì á, cái nguyên tắc logic ở đây nó có hai loại là modus ponens, tức là nếu mà mình khẳng định B á, thì phải khẳng định Q, và B được khẳng định thì do đó Q cũng được khẳng định. Còn cái hình thức thứ hai là modus ponens, là nếu mà khẳng định B á, thì khẳng định Q, rồi Q không được khẳng định, do đó B cũng không được khẳng định. Thì như vậy khi mà chúng ta so sánh logic học của Càn Thao Quán Thú và logic học của phương Tây thì chúng ta thấy cái cấu trúc hay là cái quy luật đó nó giống nhau. Người ta mới đặt ra nhiều câu hỏi. Logic học phương Tây nó bắt nguồn từ logic của Aristotle ở Hy Lạp, còn logic của Càn Thao Quán Thú thì bắt nguồn ở Ấn Độ. Hai cái về cái mặt địa lý và không gian thời gian nó khác nhau. Thì tại sao mà hai cái quy luật logic này nó lại giống nhau? Thì có nhiều người ta nói rằng là bởi vì logic của Càn Thao Quán Thú nó ra đời trước và logic của Aristotle ra đời sau, cho nên là có thể rằng là logic của Aristotle bắt chước hay là theo logic của Càn Thao Quán Thú. Nhưng mà chúng ta thấy là về mặt địa lý, về mặt không gian, về thời gian á, thì nó rất là khác nhau. Nhưng mà cái điều lạ là trong lập luận á, thì các bên đối thoại với nhau, người ta sử dụng cái quy tắc logic rất là nghiêm túc để mà người ta bác bỏ những cái quan điểm của nhau. Thì đây là cái câu hỏi mà người ta nêu lên. Bây giờ cái phần này chúng ta qua cái mô thức logic ha. Người ha, Pukalo Palamati Satchikata Paramat Thề Nà Ti Yô Satchikato Paramato Tato So Pukalo Palamati Satchikata Paramat Thề Nà P, Q ha. Rồi Anuloma Panchanika, tức là cái nếu mà nãy mà chúng ta coi cái phần mà nội dung của Càn Thao Quán Thú á, thì Anuloma Panchanika là cái bước đầu tiên. Rồi Thapana nè ha, Hành Chi Bukalo Palapati Satchikata Paramatena, tức là nếu bi, tức là nếu, hoặc nếu bi, nếu khẳng định bi, tức là mình nếu mà mình chấp nhận cái quan điểm là người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối á, thì Bapana ha, thì Tena Watare Watape, thì do đó
cũng phải chấp nhận là vô sát chi cát thọ paramattho tato so bukalo upalapati sát chi cát thọ paramatthe nati thì q hoặc thì phải khẳng định q rồi arobana tức là yang tatha qua đề si quát tắc về khô bukalo upalapati sát chi cát thọ paramatthe nati, tức là ở đây tức là bạn đã khẳng định hay là ngài khẳng định ti, tức là ngài khẳng định là người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối. Nhưng no cha quát tập về, nhưng mà không có khẳng định, không có chấp nhận là vô sách thì cách thô vân vân ha, tức là bất cứ những cái gì được gọi là có thật và tuyệt đối thì từ đó con người cũng được nhận biết, nhưng mà không có khẳng định quyền ít ít mít cha, tức là do chấp nhận bi nhưng mà không có chấp nhận q, cho nên á là sai trong phương pháp luận. Trong lập luận này nè, Sakkavadi nói Paravadi rằng đã sai trong phương pháp luận, tức là nếu chấp nhận bi thì chấp nhận q, mà anh đã chấp nhận quy bi do đó anh phải chấp nhận q. Nhưng trong thực tế á thì Paravadi hay là những nhà đọc tử bộ là chấp nhận bi nhưng mà không chấp nhận q. Chính vì chấp nhận bi mà không chấp nhận q cho nên anh đã sai trong phương pháp luận. Tại sao không chấp nhận thôi quý vị? Bây giờ mình phải dở cái trang mình đọc toàn văn hết rồi. Còn. Quý vị và dở ra cái phần hai cái trang cuối cùng á, chúng ta sẽ thấy toàn bộ cái cấu trúc logic và sư sẽ mở rộng thêm. Ở đây có cái phần Bali nữa. Người ha, Bukalo, người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối, phải không? Chữ si ha, chữ si có nghĩa là Sakkavadi, những vị mà đại diện cho hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Nam Tông, mới hỏi những vị mà đại diện cho cái trường phái Độc Tự Bộ hay là Chánh Lý Bộ. Mới hỏi là người được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối phải không? Tức là anh có cái quan niệm rằng là người có ý nghĩa là thường hằng và tuyệt đối không thay đổi. Thì Paravadi mới trả lời rằng là đúng vậy, đúng như vậy, là Amanda là đúng như vậy. Rồi Sakkavadi mới hỏi lại rằng là bất cứ điều nào có ý nghĩa có thật và tuyệt đối, từ điều ấy con người đó cũng được nhận biết với ý nghĩa có thật và tuyệt đối hay không? Thì Paravadi mới trả lời rằng là quả thật không nên nói như vậy. Thì theo cái nguyên tắc logic á, khi mà cái lời nói trước anh chấp nhận và cái lời nói sau anh không chấp nhận là anh đã sai trong cái phương pháp luận, tức là sai theo cái quy luật logic. Tại sao á, ở trên á là Paravadi chấp nhận, nhưng mà tại sao khi mà hỏi tiếp á lại phủ nhận? Bởi vì á cái quan điểm của tập tự bộ ở đây là Paravadi á là quan niệm là người là thường hằng, không thay đổi, bất biến, luôn luôn như vậy. Tức là cái chữ Satyakatha Paramatha nó có ý nghĩa như vậy. Nhưng mà khi mà đề cập đến
Satyakatha Paramattha thì đó là những cái pháp chân đế. Khi mà Sakkavari họ đã vô Satyakatha Tato So Bukalo Palabati Satyakatha Paramattha, tức là anh cho rằng người được nhận biết có ý nghĩa có thật và tuyệt đối. Như vậy những pháp nào mà có thật và tuyệt đối đó, con người cũng được nhận biết phải không? Thì Barawadi mới phủ định Na Hê Quang Văn Tập Bê, tôi không chấp nhận như vậy. Bởi vì sao thưa quý vị? Nếu mà Barawadi chấp nhận á, thì nó sẽ đi ngược lại, nó sẽ mâu thuẫn với quan điểm của Barawadi. Bởi vì khi mình nói đến cái pháp chân đế á, thì pháp chân đế nó gồm là ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới và 22 quyền. Đó là pháp chân đế. Và chúng ta biết rằng là pháp chân đế này nó cũng vô thường, nó cũng thay đổi. Nó không phải thường hằng bất biến. Bởi vì khi mình thấy rằng là cái ngũ uẩn này á, chẳng hạn như là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, cái sắc của mình nó cũng thay đổi theo thời gian, đúng không? Khi mà mình mới sinh ra, khi mình còn nằm trong bụng mẹ thì cái sắc nó khác. Khi mình sinh ra, mình biết bò, biết lọc, rồi biết bò, rồi mình lớn, mình đi được, rồi mình lớn lên, mình trở thành trung niên, rồi đi học, rồi có công ăn việc làm, rồi mình lập gia đình. Thì cái sắc của mình nó thay đổi. Rồi thọ tưởng hành thức nó cũng thay đổi, cái danh nó cũng thay đổi. Cái tâm của mình lúc này thì nó khác, mà cái tâm của mình lúc khác thì nó khác. Nó cũng sẽ thay đổi. Thì nếu mà Barawadi chấp nhận là Amanda tức là đúng như vậy á, thì sẽ đi ngược lại với cái quan điểm là người được nhận biết với ý nghĩa là thường hằng, bất biến, không thay đổi. Bởi vì nếu mà chấp nhận cái vế sao á, nó sẽ mâu thuẫn với cái quan điểm nó sẽ là không hợp với cái quan điểm của Barawadi. Cho nên ở chỗ này Barawadi mới trả lời là hay hoặc quá thấp về, tức là tôi không có chấp nhận cái điều đó. Thì khi mà anh chấp nhận cái lúc lần đầu, tức là cái vế đầu anh chấp nhận, nhưng mà cái vế sau anh không chấp nhận, thì như vậy anh đã phạm cái quy luật logic, tức là không có đồng nhất, và cái quy luật là nó có cái sự mâu thuẫn. Khi mà cái lập luận của anh mà không đồng nhất, có mâu thuẫn như vậy thì cái quan điểm của anh bị bác bỏ, cái lập luận của anh sai, không có đúng. Thì cái nội dung lập luận này là của các nhà nguyên thủy muốn bác bỏ là không có một cái ngã hay là con người thường hằng bất biến. Con người theo quan niệm của Theravada tức là nó chỉ là chế định thôi. Người nếu mình nói ở khía cạnh mà chân đế thì là người, đó là sự kết hợp của ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới và 22 quyền, tức là nó được tập hợp hay là được cấu thành, nó được hình thành bởi danh và sắc. Và danh và sắc này nó thay đổi, nó biến đổi theo thời gian, chứ không phải là nó thường hằng bất biến. Nhưng mà Barawadi chấp nhận là người ở ý nghĩa thường hằng bất biến, ở ý nghĩa chân thật và tuyệt đối, nhưng mà không chấp nhận là người ở ý, tức là tất cả những gì được gọi là có ý nghĩa chân thật và tuyệt đối thì không có chấp nhận. Nếu mà chấp nhận thì nó sẽ sai với cái quan điểm của tập tự bộ hay là chánh lý bộ. Thì suy nghĩ còn 5 phút nữa hết giờ, quý vị có câu hỏi nào không? Nếu mà suy nói thì suy không biết là quý vị có nắm bắt được không? Nếu mà quý vị mà không có chỗ nào mà không có rõ thì quý vị có thể nêu câu hỏi.
đời thường tức là mình theo cái quy tắc logic này phải không? Chẳng hạn như là cái ví dụ mà của Tam Cộng Lực nó cũng là một ví dụ, chẳng hạn đó là tất cả mọi người phải chết, Socrates là người, do đó Socrates cũng phải chết, đó là nó theo cái quy luật logic đúng. Hoặc là mình có cái ví dụ khác, chẳng hạn như là nếu trời mưa thì cái giếng sẽ đầy. Ở đây trời mưa, khi mình nói trời mưa thì cái giếng nó sẽ đầy. Ở đây ha, mình nói ha, chẳng hạn như nếu trời mưa thì cái giếng nó sẽ đầy, mà hiện tại là trời đang mưa, do đó là cái giếng nó sẽ đầy. Đó là mình nói theo cái quy luật logic. Nhưng mà Sakkavadi Parawadi nói rằng là trời mưa và cái giếng đầy, tức là người ta chấp nhận quan điểm đó, và hiện tại là trời mưa nhưng mà lại không cho ra là cái giếng nó đầy. Khi mà anh chấp nhận có trời mưa và anh chấp nhận cái quan điểm rằng là khi mà trời mưa mà cái giếng nó đầy, anh chấp nhận cái quan điểm như vậy, anh nghĩ như vậy, anh nói như vậy, và lúc này là trời mưa nhưng mà anh không có chấp nhận là cái giếng nó đầy, như vậy là anh đã sai theo cái quy luật logic. Thì đó là gì? Sư nghĩ cái môn này á, cái bài ngày hôm nay á, chỉ là giống như học đại cương thôi, học là giới thiệu về cái bộ logic và cái bộ cà thao quán thú và cái phương pháp logic được vận dụng trong cái bộ cà đa này. Nếu mà chúng ta muốn đi sâu sát cái bộ này á, thì chúng ta phải tìm hiểu về cái bộ này. Thật ra thì cái bộ này thì được Ngài Tịnh Sự ngày dịch ra tiếng Việt. Rồi cái bộ chú giải thì cũng có cái bản dịch, nhưng mà phải nói là cái bộ chú giải đọc được rất là khó. Rồi cái bộ này cũng được dịch bởi Tâm An Minh Huệ, đó là những điểm nhiều điểm. Rồi có một cái quyển gọi là Đọc Lục Điện của Sư Chánh Minh. Chúng ta đọc, tìm hiểu về những cái quyển sách đó. Còn về luận lý học thì chúng ta có thể đọc những cái quyển như là Phương Đông Luận Lý Học, được biên soạn bởi Ngài Nhất Hạnh, hoặc là cái quyển Lịch Sử Học Phương Đông, cái quyển 2 á, thì cũng có nói về cái luận lý học, cái quyển của giáo sư Lê Công Viên, hoặc là cái bài của giáo sư Minh Chi á, cái bài này thì trên mạng có, chúng ta có thể đánh là Nhân Minh Luận, tức là Nhân Minh Luận, tức là nó chính là cái luận lý học Ấn Độ hay là Phương Đông luận lý học. Khi mà chúng ta tìm hiểu, đọc những cái quyển sách này thì chúng ta sẽ biết được cái phương pháp luận lý như thế nào. Đại diện cho lớp học và Phật học Đại Cương thì chúng con xin tri ân sư tụi mình đã đến và chia sẻ với con một buổi giảng như thế này. Và thực sự thì qua một cái buổi giảng thì rất là khó để có thể là nắm bắt được hết toàn bộ cái ý nghĩa của một bộ sách mà quá nổi tiếng và từ trong thời xưa tới bây giờ, ngay cả về không gian, thời gian và ngay cả cái độ khó của cái sự khác biệt về ngôn ngữ. Thì chúng con cũng rất là tri ân là sẽ đã cố gắng để giúp đỡ chúng con rất nhiều. Chú Phước đại diện cho lớp cũng dường đỉnh cho vị giảng sư, và hy vọng rằng là sẽ có nhiều lần sau nữa thì lớp Phật học Đại Cương sẽ được đón tiếp các vị giảng sư để chia sẻ những cái góc nhìn mới là đặc biệt hơn về Phật học mà
quý vị chưa hề biết đến. Dạ. Xin mời cả lớp hòa hướng.